Đây, hôm nay thì hướng dẫn anh em làm cái khung viền cho mấy cái sản phẩm trên Hucoman nha. Nó giống như cái bài này của bác này đi nè. Thông thường thì nó nhiều loại sản phẩm, mỗi loại mình muốn một khung viền khác nhau, mình đưa lên một cái khác nhau. Cái này hướng dẫn chỉ làm theo tab sản phẩm thôi, không cần chỉ biết CSS là được. Không cần can thiệp code gì chuyên sâu đâu. Đây, ví dụ web của mình có một sản phẩm mà mình tạo thêm cái sản phẩm mới nữa không? Thêm mới lấy sản phẩm rồi. Tên sản phẩm, kiếm sản phẩm nào có hình đơn giản chút. Sản phẩm có khung đi. Đây chuột này ha. Lấy ảnh của nó về. Này. Nếu anh em làm khung thì để ý vô cái viền trắng của nó dư ra một chút để cho ảnh nó đẹp hơn, sau này chèn cái khung vô nó không chèn lên ảnh sản phẩm nhiều. Đây nè, như người ta chèn khung vô không chèn ảnh sản phẩm nhiều nè. Đây ảnh sản phẩm, người sản phẩm có khung giá ghi đại đi. Ở bên anh em muốn quản lý theo tab, tab muốn khung nào anh em điện đây, ví dụ như là khuyến mãi 2021 thêm vô rồi rồi gì được rồi ha, nội dung thì cứ ghi cho có thôi. Xong rồi xem cửa hàng thứ rồi, đây đây là sản phẩm có khung, chút nữa mình sẽ làm, còn đây là sản phẩm bình thường, demo bình thường nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ kiểm tra trong cái phần tử này, ví dụ nãy mình ghi là khuyến mãi 2021 gì đó, nhập 2021 đây, nó sẽ tìm ra cái tab khuyến mãi của nó là 2021 rồi, em chỉ cần giữ cái tab này thôi, lấy luôn thuộc tính rồi đút nó cũng được nữa. Rồi giờ mình tạo cho nó cái CSS mới là được, phát đi. Đây là rồi đút nó khuyến mãi nè, đây nó bắt được cái thuộc tính này rồi. Anh em muốn hiển thị cái dùng ảnh thì chọn đúng cái dùng ảnh đó, nó như của thằng lát xăm này là bóc thì em ghi này. Thường mình dùng thuộc tính là before after đi cho nó dễ quản lý. Rồi này còn ren test thứ này được chưa, để b quyết thay mình để cái khung viền thì để 100 dăm luôn nha. Z-index hình như nó chìm ở dưới rồi, do nó hiện lên. Rồi mình xác định vị trí cho nó luôn. Vị trí thì nếu như cái khung viện chiếm toàn cái khung này thì cứ led 0, lớp 0 rồi được rồi. 0 là led nè, 0 nè. Xong rồi. Nó mất cái Z-index mình đó. Đây. Nó giảm bài gì đi. Chút nữa mình thấy thuộc tính mất rồi sao. Đây, content giờ có rồi, nó hiện ra không cần nữa đâu. Xóa luôn content. Rồi bây giờ muốn cái khung viền phải không? Để mình lên mạng kiếm khung viền lắp vô thử. Anh em muốn thì cứ thiết kế ra cái cũng được. Màu lấy rồi màu trong suốt nha. Khung viền bo bo này vừa vừa. Cái này cũng được nhưng mà cái này nó sát diện lắm á, thử cái này ha. Mình gửi desktop đi, border đây, giờ đăng cái ảnh cái khung ở đây. Hình như ảnh hơi nặng, ảnh lúc đăng lên thì chọn kích thước vừa đủ cái khung này thôi, còn thông thường thì nó vuông rồi, được nó vuông nó không phù hợp được. Này rồi tiếp nha,
Bắp rau mình nổi lên, rồi là này, xóa cái đầu đi để sau này anh em đưa qua web khác nó không bị lỗi. Bây giờ thuộc tính của nó cho vô giữa Enter. Rồi bây giờ nó bị chèn viền rồi, do cái ảnh cùng bự quá. Này, cái khung này như nó không có hợp gì, nó lệ trên lệ dưới nó cao quá. Coi còn cái khung nào khác gì vừa này, thử cái này cái khung kia hai lề nó cao quá. Cái khung này chắc vừa hơn đó, chủ yếu là làm ví dụ cho anh em coi thôi. V2 đây, giờ anh em lưu cái thuộc tính này lại là được, dùng cái khung nhỏ nhỏ thôi để thiết kế sao cho đẹp. Bây giờ cái khung này cái diện nó hơi dày đó, tốt nhất anh em vẽ trên Photoshop để dọn ra đi, copy sẽ hết lại. Lùi để test thử à. Giờ F5 lại. Đó anh em coi cái sản phẩm nào mà có cái thuộc cái tab được khuyến mãi 2021 nó sẽ có khung. Đây. Bây giờ ví dụ sản phẩm này đi, đây nào. Chọn tab phổ biến nhất. Khuyến mãi 2021 nào. Cập nhật vô. Bấm gần chỗ F5, thằng này nó sẽ không có cái khung luôn. Đó. Rồi này không muốn khung thì bỏ ra. Tương tự anh em muốn nhiều lưỡi khung khác nhau chỉ cần sửa CSS rồi thêm cái tab khuyến mãi khác là được. Này là đoạn code đây. Mình thường thôi, mỗi khác nha. Cái này là của con Lexum riêng đó nha. Còn cái này là tab khuyến mãi cho cái sản phẩm product nãy. Mà có gì thắc mắc thì anh em cứ inbox hỏi, nếu rảnh trả lời, còn không rảnh thôi. Rồi, ok nha.